Hello, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Gáo Có Đào Tạo đây. Cái clip hôm nay mình sẽ làm với cái cây B90 anh em ơi. Một cái súng SMG mà đã được lãng quên ở bên đội kích rồi anh em. Cho dù ngày xưa cũng chả ai chơi cái cây này. Đem vào bắn zombie, bắn như mũi chích inox này. Bắn nãy giờ chưa lên được một xị à. Ôi vãi cả nồi thật. Súng bắn định bệnh xì đa vãi nồi anh em. Cái quần què bắn sao như lên một kill luôn vậy. Không lên một xị anh em ạ, lên hẳn một kill luôn. Nó mày ảo ma Canada chứ. Ok, bắn không lên nam nào anh em ơi. Bắn cho dù tâm nó đặt khá là gọi là không chuẩn lắm, nhưng mà nói chung cũng phải trúng trúng tí chứ. Không lên nam nào. Ảo thiệt đấy. Ê ê ê ê ê. Ê hồi hồi, anh nhìn đi đâu. Toàn cái cận chiến ngay. Xem TV Full HD luôn. Ấy à, ủa sao có cái cọp 37 đây vậy. Ui cọp 37 VIP luôn anh em ạ. Ảo thật đấy, thằng nào vứt đây vậy. Đấy, lên là một kill luôn này. Đấy. Từ từ mình sẽ như bị lỗi đam hay sao anh em ạ. À không bị lỗi đam. Đây có kill rồi, có kill rồi. Ok lại không lên kill rồi, lúc lên kill lúc không anh em ơi. Ảo thật, ảo thật, ảo thật đấy. Liếm được hai cận chiến top ông nội à? À thầy ông nội à. Nào 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 nào, con đi tá này nhìn tao đi. Bắn không lên đam rồi anh em ơi. Nó chỉ lên một kill thôi chứ nó không lên đam. Ảo thật. B90 này bắn ảo ma thật mẹ đấy. Ui có tơ chị ơi. Chơi lại chơi 2-1 vậy chị. Đấy à, à tơ biết chơi mà ta. Tơ biết chơi mà có vẻ là team bị mất quỷ quá là nhiều nên đã bị ăn hành sấp mặt rồi anh em ạ. Quá là tội cho anh tơ. À treo máy à. Chả bờ đấy, mình nghĩ là chả bờ đấy, mình biết ngay mà. Mày tính lừa ai? Mày tính lừa lít à? Mày tính lừa con lít à? Vỡ bom. Pha nó chép ảo nhờ. CC à, cay. Kiểu này là kiểu cay cú. Quá cay. Cầm cái này vô bắn phế thật anh em ơi. Bây giờ một băng đạn của cái này chắc bằng hai nhấp của cái team bị mất quỷ anh em ạ. Nhưng không sao, lâu lâu cầm vô bắn nghịch nghịch nó lại vui. Cầm cái này tính ra chạy zombie cũng ok phết chứ đùa đâu anh em. Nhưng mới tội đam hơi yếu thôi. Có khi còn 357 có thằng Linh nào nó cứ vứt ở đây vậy. Hình như không nhặt được luôn này anh em. Thật là kỳ lạ. Sao lại có một cái cọp 357 VIP vứt giữa đường này mà không nhặt được này. Rồi hiệu ứng hình ảnh mới à. Kỳ lạ quá anh em ạ. Úi dồi úi dồi úi dồi úi dồi úi dồi. Đây 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 anh zombie non, anh zombie non. Bắn không lên đam kìa, cay chưa. Ui chết luôn. Bắn toàn nhảy lên một ca đam thôi anh em ạ. Không có để hiện lên mấy xị như kiểu ngày xưa ấy nhỉ. Y tá cấp cuối. Phòng toàn hoang cửa nhà rồi anh em ơi. Mày phải kiếm mấy bạn zombie non mình đơm mới được. Ví dụ như bạn này. À em không nói anh bạn ạ. Nhưng mà anh chơi thì em đấm. Ngán một con thằng nào đâu. Ngán một con thằng nào đâu. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, mất luôn cái giáp. Mày vào đấy, mày vào đấy. Mày vào đấy. Mày vào đấy. Mày nhờn 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 nhờn. Liếm cái giáp. Ui, tơ tơ, ui hết hồn. Nghe tiếng tơ cứ tưởng nó là sao đít mình rồi. Ê, anh tờ giáo. Em qua bên này, làm sao bắt được em. Bay như chim như vượn này. Sao bắt được, ôi dồi ôi. Ui xong đồng chí kia của Miro đi. Thôi xong rồi, game khó rồi. Ui một phát không chết. TB kia làm game khó quá. Bắn chết luôn cả tơ này. Ui đi. Tơ mình thử lên xem cái cọp 357 nó còn không anh em. Trận đấu này thật là kỳ lạ. Bắn đam thì không lên. Ở đây lúc nào cũng có một cái cọp VIP mà không thể nhặt được. Chẳng lẽ đây là cọc VIP bí ẩn. Không nhặt được nha anh em. Thật là kỳ lạ. Thôi không sao không sao không sao. Mình tiếp tục lại trên chuyên mục đó chính là tép B90. Ố rồi ôi. Ha ha thịnh nhỉ. Ơi bạn Thịnh ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Từ từ thôi. Bình tĩnh nào.
Bạn chạy hơi nhanh, mình móc cái cọp ra là bạn sai lầm của tuổi trẻ khi bạn đuổi mình nhá. Ui nhấp nháy, mày ở đây. Mày nhờn à. Cầm cái quắm 2021 này là mày hiểu cái thời đấy mình đỉnh cao như thế nào đấy. Đỉnh cao như thế nào đấy. Mẹ nó liếm luôn được tơ ế. Tơ chỉ là một cú lựa. Đù. Mất giáp luôn. Chạy. Ôi, định mày cầm cái B90 là cả dòng ngọ hang hốc nhà tơ nó đuổi khổ vãi nồi. Không chịu vào lỗi anh em ơi. Toàn là phải cắt đuôi mấy con zombie chứ không nó đuổi như thế này là mình tắc thở đấy. Spawn hồi sinh cái gì sát người này, giật hết cả máy. À đây rồi. Ôi giời ơi, vịt quý vào đầu. Em xin. Ok bạn ơi. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Ôi giời ơi, tơ may quá, tơ nhảy hụt luôn. Cái gì đó hên quá nhờ. Thằng Zubino này đơm được anh em ơi. Làm tí Zubino đâu rồi. Lại thằng top ông nội. Úi giời, một skill. Máy diệt quá là nguy hiểm nha. Ăn vòng chậm đi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, định vậy sao bọn nó cứ nhảy trên đầu mình xuống đấy nhở. Trên đầu mình có lâm châm cái gì không mà bọn nó nhảy liên tục trên đầu mình xuống này, đơm không? Khoan hồi sinh nhảy sau mình. Giải quyết thằng này nhanh. Úi giời ơi. Ê, nhanh lắm. Định mệnh hai vợ chồng mày tính hiếp dâm hả? Tí đi nghe mày. Ủa, thính ra cầm cái combo này cũng thấy cũng hay chứ anh em. Cái cầm mai làm cái B90 càng bắn càng lên đam không nhỉ? Nhưng mà cái B90 bên xếp Việt Nam phế, à xếp quy phế lắm anh em ạ. Tại vì nó đạp đạn chậm ấy. Zombie bên đấy 30 con lận, nó mà ùa lên thì làm càng bắn càng lên đam thì hơi lô hốp đấy. Nhưng không sao, có lục chắc vẫn làm được. Ui trời, làm zombie anh em ơi. Ui chết rồi. Ui vẫn còn cây lục à, cây lục quá bí ẩn. Không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đấy. Lâu quá không về xếp Việt Nam chơi. Hết item rồi anh em ạ. Y tá 2.0 hết rồi. Giờ chúng ta chơi y tá thưởng nhá. Mào cào. Ôi dịch mày, sao cái thằng này lại có cái bò cào nhà ảo ma thế nhở. Mày làm sao. Y tá nào cũng giống nhau thôi. Móc hết. À, team bị bắn hơi tít. Từ từ nha. Bay quá. Úi, nếp anh em ơi. Ẩn thân chưa. Tham này. Chưa thằng nào tham mà sống được lâu đâu. Còn thằng hero nữa, chém đâu đi anh em ơi. Ok, anh Diệt để cho nó đâm mình kia. À rồi, bạn đi. Ôi sổ hồi tô. Hay quá trời. Không biết anh em nào chơi được kích chắc mình gặp cái trường hợp mà gặp cái cọp mà giữa đường giữa... À quên, gặp cái cọp mà spawn ở trên cao như mình không? Mình nghĩ đây là một lỗi. Hai là có thằng nào nó vứt cái cọp ở đây. Nó trả nhà phát hành. Nhà phát hành không thèm nhận, nhà phát hành cứ để ở đây. Nó cứ xuất hiện như thế này anh em ạ. Ảo ma Canada thật. Không sao, có trận cuối. Có cái cọp này chắc có ở trong phòng này, nguyên phòng rồi, nguyên trận rồi. Rồi, tiếp tục test cây B90 tiếp. Để có động lực vào làm càng bắn càng lên đam anh em ơi. Ui, tôi cố lên, chạy vô. Ai à, chị cực thi là cố lên chị ơi. Ui rồi, cái B90 bắn giật quá. Ủa sao lại thấy con zombie đỏ đây mà. Zombie đỏ với con thi chớp. Ủa đi hết à. Ok, trận này là sẽ có một con cưng thi nó auto nó ở trên cao nó ke này. Mình không lên đi lên trên cao. Lên tìm nó anh em. Mình ẩn thân là nó không hề biết luôn này. Ý làm sao biết được. Ê, làm sao biết được. À ha, thanh niên bắt bài thanh niên này.
Ui rồi ôi. Hình như mình nhìn thấy con zombie non đấy nháy. Ui, nó chạy tận ở kia. Chơi không chị cưng thế, chơi không sợ ai em ơi. Thấy cái B90 của mình hủy diệt quá mà. Bắn cái vài xị à. Ui, kiểu chơi càng bắn càng cái đam quen rồi. Ôi ôi. Cầm cái B90 này, lồ hốp vãi rồi. À Thịnh cung to này bị mình cận chiến hơi nhiều nhá. Và Thịnh cố gắng về sau nhá. Nhấp nháy chạy nhá. Cận chiến nhiều mấy bạn bảo mình diễn này chết. Con lính cương thi này nó cứ ke cho nó bay qua nó nớp ấy. Cuộc sống này không làm đừng có ăn chị ạ. Chị đứng trên đó thì không làm thì không có ăn được đâu. Ôi ôi nhấp nháy nháy. Em xin. Nó bay xuống giờ này. Ơ à, lại là thằng zombie non này bay xuống. Không phải con tá à. Ăn cương thi à. Ý hết thời gian chứ không làm phát triển chiến rồi. Ok, thôi cái link mình ở đây thôi nha. Bye bye anh em.